Rất khó để nói chính xác rằng Bùi Tiến Dũng là nạn nhân hay nguyên nhân trong những thất bại của Thành phố Hồ Chí Minh ở mùa giải 2020. Có một thống kê không mấy vui vẻ của Bùi Tiến Dũng trong màu áo Thành phố Hồ Chí Minh ở mùa giải năm nay. Anh chưa từng giữ sạch lưới trong bất cứ trận đấu nào ra sân cho đội bóng thành phố Mang Tây Bắc. Bùi Tiến Dũng bắt 5 trận tại V-League, 2 trận tại quốc gia cũng như 1 trận tại siêu quốc gia thì đều thủng lưới ít nhất một bàn và nhiều nhất là 5 bàn. Chắc chắn một thủ môn không giữ sạch lưới bất cứ trận đấu nào của mình thi đấu và hình ảnh hay gắn với những sai lầm thì không thể xem là người gác đền tin cậy. Ít nhất, đã có những trận đấu mà sai lầm của Bùi Tiến Dũng đã mở ra chiến thắng cho đối thủ. Tỷ dụ như trận đấu tại bán kết quốc gia với Hà Nội FC, thầy trò huấn luyện viên Trung Nghê Sông đã có một đấu đầu tiên tương đối thành công cho đến khi pha ra vào kỳ quặc của Tiến Dũng xuất hiện. Anh mắc lỗi trong việc phán đoán tình huống chuyền bóng của Quang Hải dành cho Văn Quyết. Tư thế cản phá của Tiến Dũng cũng bị cho là thiếu kỹ thuật cơ bản. Tiến Dũng đã chuẩn bị tâm lý bắt quả đá phạt thẳng của Quang Hải. Khi đối thủ có đường truyền cho Văn Quyết ghi bàn, cậu ấy đã bị động và xuất tướng chậm. Hồng Sơn nhấn mạnh, theo thủ thành từng khoác áo Hà Nội TVT, thủ môn cần chuẩn bị tâm lý cho tất cả các tình huống có thể xảy ra. Dù xuất phát chậm, Tiến Dũng có thể hạn chế góc sút của Văn Quyết khi mở rộng thân người để khỏa lấp không gian trước cầu môn. Tuy nhiên, người gác đền của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh lại thu sát tay lại để hứng bóng, phải đưa ra lựa chọn trong tích tắc, nhưng Tiến Dũng lại chọn sai, nghiêng về phương án có đội rủi ro cao hơn. Đối mặt với Văn Quyết, Tiến Dũng xử lý không tốt, thay vì hứng bóng, cậu ấy phải tung tay đấm bóng hoặc ít nhất phải mở rộng hết thân người để che chắn khung thành. Thủ thành Dương Hồng Sơn nhấn mạnh, đặc biệt trong hầu hết những thất bại nặng nề nhất của Thành phố Hồ Chí Minh, người gác đền đều là Bùi Tiến Dũng. Anh ra sân trong trận thua 2 năm của Thành phố Hồ Chí Minh trước Hoàng Anh Gia Lai, trận thua 1 năm tại quốc gia trước Hà Nội FC, chưa kể đến 2 thất bại cùng với tỷ số 0-3 tại V-League trước Hà Nội FC và Thang Quảng Ninh. Lật lại những ngày tháng của thi đấu cho Hà Nội FC, Tiến Dũng cứ ra sân là đội bóng thủ đô lại toát mồ hôi hột. Anh bắt 3 trận tại V-League thì thủng lưới đến 8 bàn, có 2 trận thua khó tin trước Thang Quảng Ninh và Nam Định. Vậy Bùi Tiến Dũng có thể xem là nguyên nhân cho một số trận thua cụ thể hay không? Câu trả lời là chưa hoàn toàn chính xác, nhưng không thể nói là thủ thành sinh năm 1997 vô can. Rõ ràng, những lỗi dẫn đến bàn thua và thất bại sau đó đều là điều ai cũng nhìn thấy. Vị trí thủ môn là rất khắc nghiệt, sai lầm hiển nhiên rồi cũng xuất hiện nhưng không thể nào xuất hiện liên tục như vậy. Tiến Dũng đúng là phải chơi bóng tốt hơn, làm được nhiều điều hơn để đáp lại sự kỳ vọng và số tiền mà Thành phố Hồ Chí Minh đã bỏ ra để có được anh. Nhưng cũng phải thẳng thắn nhìn nhận rằng, Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian gần đây đã đánh mất đi sự chắc chắn trong khâu phòng ngự bởi những ca chấn thương cũng như trình độ của các hậu vệ là không quá xuất sắc. Khi Hữu Tuấn chấn thương dài hạn và cả Diakite có lúc cũng không thể ra sân thì những phương án thay thế như Công Thành hay Viết Phú trời khá thất vọng. Họ đã cho Bà Rịa Vũng Tàu mượn những trung vệ khác như Tiêu Ê San hay Ngọc Thịnh và giờ mới kịp bổ sung Đình Khương từ Sana Khánh Hòa. Ngay cả Thành Thắng cũng chỉ có 2 trận đấu giữ sạch lưới từ đầu mùa và đều trước những hàng công kém bậc nhất tại V-League là Thanh Hóa và Hải Phòng. Nhưng Thành Thắng vẫn chơi hai hướng Tiến Dũng, điều này cũng không cần phải bàn cãi. Vậy rốt cuộc Tiến Dũng là nguyên nhân hay nạn nhân trong những trận thua Thành phố Hồ Chí Minh? Câu trả lời có lẽ đến từ cả hai. Tiến Dũng không phải là cái tên đủ sự đảm bảo cho sự an nguy trong khung thành của Thành phố Hồ Chí Minh, nhưng bản thân những hậu vệ phía trên cũng thường xuyên để thủ môn này vào thế cản phá những pha bóng khó. Hai yếu tố này đã xảy ra cộng hưởng khiến cho Thành phố Hồ Chí Minh ngày càng thủng lưới nhiều hơn. Truy cập www.thethaohcm.vn để cập nhật thêm nhiều nội dung thú vị, đặc sắc.